5 dự án còn lại do xã làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện, huyện nhà và các địa phương đều làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Vì vậy, những gia đình chủ trương cũng như phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Phát huy tiềm năng lợi thế những năm qua, các đồng chí lãnh đạo huyện Đại Lộc khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh ngành nghề dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương để thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển. Các đồng chí đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, xây dựng chợ trung tâm, tạo thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa. Khuyến khích các hộ có nhà mặt đường mở rộng sản xuất kinh doanh đa dạng các mặt hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm phục vụ sản xuất tiêu dùng của nhân dân trong và ngoài địa bàn, tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự cho người dân yên tâm đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh. Toàn tỉnh gần 700 hộ sản xuất kinh doanh buôn bán dịch vụ, trong đó có gần 300 hộ kinh doanh buôn bán bằng phương tiện vận tải với các tỉnh phía Nam, tập trung chủ yếu ở thôn Sơn Tràng với nghề buôn bán sành xứ, thu nhập trung bình từ 20 đến 30 triệu đồng một hộ một tháng. Ngoài ra, chợ Lòng Hoa thu hút trên 100 hộ kinh doanh buôn bán, tập trung mỗi tháng thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng một hộ. Mỗi ngày có khoảng 400 lượt người buôn bán mua sắm tại đây. Chúng tôi thúc đẩy các ngành nghề dịch vụ thương mại ở xã Lòng Hoa phát triển. Nhờ đó, giá trị ngành thương mại dịch vụ hàng năm từ bà thương mại dịch vụ phát triển đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Thời gian qua, xã Thanh Long đã tăng cường công tác kiểm tra các cuộc vi phạm của đất đai, công nhân kế hoạch 43A của ủy ban nhân dân tỉnh, kiên quyết xử lý kịp thời các hộ mới phát sinh vi phạm về đất đai. Từ đầu năm đến nay, xã Thanh Long đã xử lý 7 trường hợp vi phạm về đất đai, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi. Những vi phạm chủ yếu là lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất thôn 3 của khu vực thôn Long Tự, vi phạm đất hành lang không lấy chủ, vi phạm trên đất tập thể. Chính quyền xã Thanh Long đã tiến hành lập biên bản yêu cầu các hộ vi phạm tự tích có dỡ công trình vi phạm. Đến nay các hộ tự tác có dỡ giải tỏa xong. Trong tháng 10, xã Thanh Long đã tiến hành tiếp tục xử lý. Về đất đai, hạn chế phát sinh mới vi phạm trên địa bàn. Tính đến nay, toàn huyện có gần 53.400 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 585 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Việc bao phủ bảo hiểm xã hội đạt 65.6% so với lực lượng lao động. Đối với bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ toàn huyện đạt 99.9%. Kết quả của việc tiêm vaccine, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện còn thấp, chưa tương xứng với lực lượng lao động. Đặc biệt, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc còn giảm gần 6.323 người so với cùng kỳ của năm 2023. Tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, cơ quan chuyên môn bảo hiểm xã hội huyện và các cơ quan ban ngành liên quan, ủy ban nhân dân các thị trấn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, tăng cường tuyên truyền để người dân, nhất là người lao động hiểu rõ về những lợi ích thiết thực khi tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đồng thời phối hợp tốt với các đơn vị sử dụng lao động thực hiện tốt các chính sách quy định về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Phát huy tinh thần sung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn thanh niên xã Xuân Hòa đã tiếp tục tham gia các phong trào, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện với thông điệp một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Đoàn thanh niên xã Xuân Hòa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các bạn đoàn viên thanh niên và nhân dân trong xã hiểu rõ về ý nghĩa lợi ích quyền lợi
của việc hiến máu tình nguyện với các hình thức tuyên truyền phong phú như tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã qua Facebook, Zalo. Sau mỗi đợt tuyên truyền phát động, nhiều đoàn viên thanh niên đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa nhân văn của hành động này và số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện ngày càng tăng sau mỗi năm. Mỗi đợt hiến máu tình nguyện có khoảng 20 vạn đoàn viên thanh niên trong xã đăng ký tham gia hiến máu. Điều đó khẳng định ý thức trách nhiệm của các bạn đoàn viên thanh niên vì sức khỏe cộng đồng ngày càng được nâng cao. Có nhiều bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã tích cực tham gia hiến máu một lần. Tiêu biểu như anh Lê Phong Dũng, bí thư đoàn thanh niên xã, đúng 2 lần hiến máu. Anh Nguyễn Văn Dũng, bí thư đoàn thanh niên xã, 8 lần hiến máu. Đó thì được hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện. Anh Lê Phong Dũng, bí thư đoàn thanh niên xã Xuân Hòa cho biết. Đảng xã Xuân Hòa cũng đã tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên qua những trong đó tỷ lệ ăn bán trú đạt gần 90%.